Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phong Điền quan tâm chăm lo đời sống cho phụ nữ cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với nhiều kết quả ghi nhận. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã bàn giao một máy ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thới với tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng. Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Xuân yêu thương 2022 trao 100 phần quà Tết cho phụ nữ cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.